Đây, bật tính năng Ngộ Không này, chạy bo này. Đấy, kẻ địch rất là khó phát hiện ra anh em luôn nhá. Ngon không mọi người? Số nhá. Đây, đứng ở đây. Anh em thấy an toàn chưa? Ngồi chỗ này là mình vẫn đang trong mo nha mọi người. Đấy, ba thằng nữa cơ, anh em thấy khoai chưa? Xem như nào chứ nhở? Bo thì đang thu lại rồi, hello. Ui, một đứa lên 7 số rồi cơ. Đâu? Thằng nào nữa? Nổ anh cái địa chỉ nào. Hello đây à? Ui, một đứa đã bị hạ và thanh niên lên 3 điểm số đây. Yes. Bo nha, quẩy thôi anh em ơi, tôi một nữa rồi. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngày sục sĩ kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo nha anh em ơi. Ui, vãi lúa, thanh niên nào kia vậy? Chạy qua xử nó luôn nhỉ anh em. Thì ngày hôm nay kẹo đang chơi cái con nhân vật Ngộ Không và khả năng biến hình thành bụi cây nha mọi người. Ui, hai đứa luôn, phát trưởng, xong luôn một đứa này. One kill đầu tiên hết sức là nhẹ nhàng phải không nào các bạn ơi. Bên trên đúng không? Ok ok, biến thành bụi cây và lên nào. Hello. Sao lại không thể nói nhỉ mọi người ơi? Hình như là thằng bé vừa nhảy xuống rồi đúng không nhở? Kìa, what the hell, tại sao vậy anh em? Đâu rồi bạn ơi? Bạn lại chạy đâu mà nhanh quá cự. Ok này, xem là chúng ta sẽ có gì nào. Uầy, một cây AN94 luôn. Vâng, và mình sẽ nâng giáp phát nhở. Ấy, vãi trưởng, có người. Chạy qua vả nó luôn. Thì ra là thanh niên lúc nãy đây mà. Hello, làm gì vậy? Đứng lại em ơi. Phải cả trưởng này lên 3 điểm số cho em. Rất là dễ luôn. Thì cơ bản là ngày hôm nay thì kẹo mặc cái bộ trang phục mãnh sư, vì thế nên là sẽ chơi cái con nhân vật Tôn Ngộ Không đấy, hay còn gọi là Wu Công anh em ơi. Thì đơn giản thôi, mình thấy là cái bộ trang phục mãnh sư này hiện tại thì rất là phù hợp với con nhân vật Tôn Ngộ Không nha mọi người. Rồi là cũng lâu lắm rồi thì kẹo không có chơi cái con nhân vật Tôn Ngộ Không này, thế nên là hôm nay là sẽ muốn dùng cái con nhân vật này xem là kiếm top 1 nổi không nha các bạn ơi. Ok này, và chúng ta sẽ xem như nào nâng giáp phát nhở. Uầy, chúng ta chuẩn bị là... Uầy, thì ra là vừa là giáp hỏng nâng lên giáp 1 đó hả mọi người. Thế luôn chẳng hiểu sao kiếm được quả giáp Sida vãi trưởng. Thế là khu này là nguyên hai cái giáp hỏng luôn. Vãi lúa. Ây, đồ nghèo vậy luôn cơ. Đấy, chúng ta còn được 3 củ này ăn để kiếm thêm MP nhá. Chúng ta có 100 MP luôn. Vãi trưởng, anh ơi. Anh ơi, từ từ thôi anh ơi, làm gì mà căng thẳng với nhau vậy. Anh ơi, em sợ. Vãi cả trưởng này. Qua đây, làm sao? Bố mày lại sợ mày quá cơ. Xem như nào, qua vả nó luôn anh em nhở. Câu lựu qua này. Chạy đâu hả em? Đây à? Đây à? Làm sao? Chạy đâu hả em ơi? À đủ. Tầm này thì kẹo hết lựu mất tiêu rồi anh em ơi. Nên là ngồi tạm đây vào quần máu cái đã. Còn lựu thì thằng bé chắc chắn là xanh mộ luôn rồi. Thế này có khi là anh em ơi, chúng ta sẽ phải nhảy sang phía trái một công quan luôn này. Hello. Ui, phải trưởng này làm sao? Ui, anh biết là với khoảng cách này thì M451 bắn tốt hơn súng tầm gần mà anh em. Thế nên là thằng bé xanh mộ luôn này. Ui, nó cũng xài M4A1 với lại MP5. Lúc nãy thằng bé cầm cây MP5 thì phải. Sai lầm chứ bạn ơi. Yes, 3 kill ngon lành cành đào phải không mọi người. Thì mọi người thấy là cái bộ trang phục mãnh sư này có ngầu không ạ? Bộ trang phục mãnh sư này có đẹp không ạ? Thế thì anh em còn chần chừ gì nữa, mau vào nhanh vòng quay kim cương và quay để sở hữu bộ trang phục mãnh sư nha anh em. Sáng ra thì kẹo mới khô máu rồi. Ây, tính ra là hết cả triệu để quay được cái bộ trang phục mãnh sư. Và anh em vào thử vẫn may. Và biết đâu được thì chỉ với một vé quay kim cơ anh em sẽ trúng được cái bộ trang phục mãnh sư nhở. Đấy, nói chung là nó cũng tùy theo nhân phẩm thôi. Mà nhân phẩm của kẹo thì hơi kém rồi, chắc là do nghiệp nhiều quá anh em. Rồi nhá. Vâng, và chúng ta đã có đó là 150 EP rồi. Lợn lờ xuống phía dưới xưởng coi là có ai không nào. Hello, có ai không đây? Cái ba lô gấu trúc thì đã ra mắt trong game Free Fire rất là lâu rồi, nhưng cơ bản là mình thích nó anh em ạ. Đấy, nên là mình xài ba lô gấu trúc hoài à. Ten ten 21 người chơi nữa mà thôi. Ui, phía sau kẹo luôn này. Vãi lúa. Bạn ơi làm gì căng vậy? Mình lại sợ bắn quá cơ. Vãi cả trưởng của đứa trên anh em ơi. Biến thành bụi cây và di chuyển một cách linh động thôi. Đây là tính năng vô cùng là hay ho của con nhân vật Tôn Ngộ Không nha mọi người. Anh em thấy là có hay ho không ạ? Anh em thấy có ngầu không? Ngầu chứ nhờ, lại còn kết hợp với cái bộ trang phục mãnh sư nữa thì đúng là best dân chơi luôn anh em nhờ. Từ từ cái đã đây. Mình nghĩ là tầm này chính là lúc mà anh em di chuyển lên phía trên hợp lý này đấy. Di chuyển theo phía chéo chéo tí không là có lẽ nó bắn cho là khả năng lên bảng điểm số khá là cao. À đây, phía này rồi cả.
Ui, thằng bé cũng nhận là nhanh tay nhanh chân đó mọi người. Sao mà luôn nhở? Đứng lại em ơi, làm sao? Ui, làm sao em ơi? Anh lại sợ chú quá cơ, đứng lại nhanh. Chạy qua vả nó luôn nhỉ anh em. Sao thì nhở? Ê, bắn auto chảo. Vãi game. Chán game quá anh em mới chẳng hiểu sao bắn như này auto chảo. Chịu rồi, chịu rồi. Ok, đây à? Chạy Đông Hải em ơi. Yes, lên bảng điểm số nha. 4 kill rồi anh em, thấy ngon không? À mà hình như là có thêm thằng nào bên này nữa thì phải này. Ok ok. Ui, ngay phía trên luôn cả. Vãi thật. Đứa nào ngay trên tảng đá kia làm sao? Bây giờ nói chung là chú thích solo với anh đúng không? Ok thôi, anh chiều chú luôn này. Coi chừng anh nha. Coi chừng anh cho chú lên bảng điểm số sớm nha này. Tính lao nhào với kẹo là không có được đâu nha bạn ơi. Hello. Hello. Ơ à, vãi trưởng. Hello. Cái đầu đâu? Coi chừng vỡ cái đầu nha bạn. Đây à, đây à. Ui, 61 đam kìa, thấy chưa? Xích vỡ đầu chưa? Thử lòi cái đầu ra phát nữa xem nào, xem là có xanh mộ không nào. Ui, thôi kệ anh em ơi. Tầm này thì kẹo ở đây vẫn khá là căng anh em. Cơ bản là phía trước thì thằng bé nó đang canh. Đấy, mà mình muốn chạy sang bên hông thì lại không có móng keo. Nên là anh em thấy khoai dã man không? Khoai không? Mong rằng là bo nó sẽ ủng hộ mình nha mọi người ơi. Thế nên chơi tảng đá kìa làm sao? Lòi cái đầu ra xem là có vỡ đầu không này. Làm sao, solo nữa không? Ui, thằng bé bây giờ là mình với lại nó hai đứa đang cam nhau như này là hơi bị căng thẳng này. Anh em thì căng thẳng không? Căng thẳng dã ma luôn. Trong khi là trận đấu lúc này chỉ còn lại là 14 người chơi nữa. Ok 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 anh em ơi. Và bo thì vẫn đang thu lại. Mình không biết là bo tiếp theo sẽ thu tại đâu. Ê, nên là có lẽ là bây giờ mình di chuyển thì không thể di chuyển được. Ui, có xe luôn cả. Vãi trưởng, cái gì đấy? Ấy, anh ơi, tí chết em. Vãi cả trưởng, anh ơi, anh tông thế này tí chết em à. À, thằng bé này. Mày chạy đâu? À đủ, mày chạy đâu hả? Mày chạy đâu hả? Sự mong kèm nghe lên đúng rồi, làm sao? Bây giờ chú thích làm sao hả? Ok ok, quần máu cái đã. Yes, nó qua đây à? Qua đây à? Vãi trưởng này qua đây à? Tầm này là nó còn tí máu thôi anh em ơi. Có giỏi qua đây đi em ơi. Đây, từ từ anh em ơi. Lôi con xe ra phía ngoài đã đấy. Chứ còn bắn nổ xe mình lại bị gây sát thương lan thì không nên nhở. Làm sao, vẫn xong keo cơ. Ra ngoài đi em ơi. Bước ra ánh sáng đi. À, thằng bé ra phía sau thính rồi cơ. Ok thôi. Thích ra sau thính thì anh lên xe anh qua vả chú luôn này. Đây, bây giờ là anh xem chú chạy đâu được nhá. Ui, vãi trưởng. Anh em ơi, hỏng rồi, toang rồi. Vãi thật. Thằng bé nó vừa lượm được cái AWP anh em ơi. Bắn nổ xe kẹo rồi. Căng dã man luôn nhở. Tầm này là solo trực diện với nó là rất là khó để ăn anh em ơi. Có lẽ là mình sẽ dùng tính năng ngộ không. Mình chạy sang bên phải, ok. Rồi lên trên phía đồi. Đấy, chứ còn là bo như này là bo không ủng hộ kẹo rồi. Hơi xui anh em. Let's go. Nó không biết đâu anh em ơi. Tính năng này của ngộ không nó rất là hay luôn nha anh em ơi. Đấy, ngon không mọi người? Rồi nhá, lên nào. Tầm này thì lên cổng trời mà chạy vòng thôi nha mọi người. Ui, thằng bé thấy mình rồi. Vãi thật. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Đấy, chạy qua phía này. Lên trên luôn nhỉ anh em ơi. Để thằng bé thấy mình là không ổn rồi. Pha này hơi căng rồi các bạn ơi. Nhanh lên trên cái không thì vỡ mồm các bạn ơi. Rồi nhá, rồi nhá. Lên trên cái quen nào. Ui, vãi lúa thằng bé xe đúc này. Dã man anh em ơi, đứng đây quần máu phát. Không là xanh mộ bây giờ thề luôn. Sợ cái a đúc dã man luôn anh em ơi. Bởi vì là tầm xa của nó bắn khá là tốt mà lại độ chính xác cũng cao nữa. Vãi lúa anh ơi. Anh tha cho em cái. Anh chơi như này chết em không chứ lại em còn mẹ già con nhỏ. Vãi trưởng anh ơi. Anh ơi anh ơi. 50 máu này. Mày giết tao luôn đi còn được này. À, làm sao mày lên đây mày solo với tao à? Ok. Ui, câu lựu qua cơ. Thế thì ngu rồi em ơi. Lại còn thể loại combo a đúc với lại shotgun M1014. Thế này đòi chơi mình chưa anh em? Đáng lòng thanh niên luôn thề. Cái cây shotgun M1014 thằng bé bắn tầm xa luôn. Sai lầm chưa? Ngu chưa? Ui, cơ bản nó cứ thích canh mình cơ làm gì anh em? Bây giờ để xanh mộ buồn chưa? Yes. Vậy nên là mình sẽ thay bạn gánh vác trọng trách top 1 nha bạn ơi. Bạn thấy bạn sai lầm chưa? Lần sau thì bạn nhớ né cái bản mặt mình ra nha bạn ơi. Rồi nha, bây giờ là đâm thẳng xuyên thủng luôn nào các bạn ơi. 8 người chơi nữa thôi mà. Let's go. Hello. Để coi nào. Tầm này thì kẹo vẫn chưa thấy thêm ai cả. Và quan trọng là mình mới chỉ có 4 túi máu thôi. Lượm thêm này, ok, 5 túi máu thì trông có vẻ là ổn áp hơn rất là nhiều rồi nha anh em.
Với lại thì thêm một cái vấn đề đáng lo nữa là đạn súng trường mình hơi ít anh em ạ. Tầm nay mà có mỗi 65 viên là hỏng hết bánh kẹo rồi. Xem như nào phải lượm thêm đạn súng trường mới ổn được các bạn ơi. Đây hòm sắt này. Ui, chỉ là một cái giáp 2 nát thôi nhưng mà khá là ngon, mình lượm được ngay một cái mũ 3 mới này. Phê phim chưa anh em? Có đạn súng trường không đây? Ok này, thêm một băng nữa này. Đấy, trông có phải là nó ổn hơn không mọi người? Chứ còn là 65 viên đạn súng trường thì chơi gì hả? Ok, AK hả? Lấy luôn AK chơi cho nó máu này. Rồi nhá, AK thì kẹo sẽ không xài giảm thanh, AK xài nòng súng cho nó mạnh mọi người ơi. Chứ còn là AK mà ai lại xài giảm thanh thì đúng là kiểu toàn hoàng hết cửa nhà phải không nào? Ui, bên kia cho nó bắn nhau như kiểu là trong phim hành động Mỹ đấy nhở mọi người nhở? Vãi lúa thật. Các anh ơi, chờ em tham gia hội với. Các anh tổ chức đại hội võ lâm hả? Ok thôi, em lên ngay, em lên chiến luôn với các anh này. Từ từ đã anh em, mình xem là ngồi đây có ổn không đã này. Đấy, và chúng ta let's go lên đường nào. 6 người chơi nữa thôi mà. Hello hello, lên phía trên này cái nhỉ anh em ơi, còn lại 6 người chơi thôi mà. Vãi trưởng, mày chạy đâu? Mày chạy đâu hả? Anh xem chú chạy đâu đường này. Ơi, à, thằng bé dựng ông keo lên. Ghê phết nhở, anh lại sợ chú quá cơ. Tranh thủ lượm thêm tí máu cái. Ok, 6 tí máu nè. Hello. À, qua đây đi móc mình cơ. Vãi thật, anh lại sợ chú quá cơ. Qua đây đi móc anh à. Xong chưa? 7 kill anh em ơi, ngon lành chưa? Và còn lại 5 thanh niên nữa trong vài đấu này. Mình xem cố gắng như nào kiếm tầm khoảng là chục kill top 1 là ổn nhá các bạn ơi. Đây, vứt mấy cái đồ thừa đi cho nó rộng ba lô này đấy. Đồ nào không xài anh em vứt đi cho nó rộng ba lô là đúng luôn rồi mà. Hello. Có mỗi nòng súng 3 cho AK là hiện tại thì kẹo không có thôi. Với lại thì mấy thằng này nghèo quá, hết xanh bong keo rồi không còn quả bong keo nào. Phải vậy, cái gì đây? Xong luôn này, 8 kill rồi. Kiếm thêm 2 mạng nữa 10 kill anh em. Ok, quần nút phần này là full cây máu luôn nha. Không phải ngại bố con thằng nào hết cả mọi người ơi. Hiện tại thì trong trận đấu này còn lại 4 thanh niên nữa. Như vậy là cơ hội chiến thắng top 1 của mình đã lên đến 20% rồi nha anh em ơi. Anh em thì ngon chưa nhở? Đấy, AK với lại MP40 đầy đạn và full trang bị tím luôn. Thế này thì địch có mà không gãy thì đúng là không phải là sĩ kẹo rồi anh em ơi. Đồ ngon như này không top 1 thì đúng là phí game luôn chứ còn là gì nữa hả? Ở dưới chúng nó solo với nhau à? Chúng nó câu lịu với nhau cơ. Uầy, mình lại phải sợ các bạn quá cơ. Ok ok ok, làm sao nào? Ngay sau bông keo cơ. Chạy đâu hả? Hình như là hai đứa team up với nhau luôn cơ. Vãi trưởng thật. Hai thằng chúng nó câu kết với nhau để solo mình đây. Vãi lúa. Mấy anh ơi. Uầy, mấy anh làm em sợ quá nhở. Vãi cả trưởng nhở. Làm sao? Sấy bông keo chơi nó luôn chứ sao phải ngại anh em nhở. Mày chạy đâu à? À đây à? Chạy đâu hả em ơi? Chạy đâu hả? Vỡ đầu. Xong chưa? Thằng nữa xong bông keo ngay phía FVK nha mọi người. Ok, phía sau thì không có ai đâu nên là anh em tuyệt đối là an tâm nhá. Xem như nào chứ nhở. Tầm này hơi khó chơi nó. Có lẽ như là mình sẽ nên chạy vào bo trước anh em ơi. Đơn giản là còn lại 30 giây nữa thôi anh em ơi. Không vào bo trước thì công nhận là rất là khó chơi luôn anh em. Mà mình lại không còn quả bông keo nào. Có khi là... À, mình chơi nhân vật ngộ không mà anh em. Lại sử dụng tính năng của ngộ không chạy vào mo thì đúng là hợp lý mà. Đây ok ok, bình tĩnh đã, quan sát tình hình cái đã. Đây, bật tính năng ngộ không này chạy mo này đấy. Kẻ địch rất là khó phát hiện ra anh em luôn nha. Ngon không mọi người? Rồi nhá, rồi nhá, rồi nhá. Đây, đứng ở đây. Anh em thấy an toàn chưa? Ngồi chỗ này là mình vẫn đang trong mo nha mọi người. Đấy, ba thằng nữa cơ anh em, thấy khoai chưa? Xem như nào chứ nhở. Mo thì đang thu lại rồi, hello. Ui, một đứa lên 7 điểm số rồi cơ. Đâu? Thằng nào nữa? Nổ anh cái địa chỉ nào. Hello đây à? Quẩy, một đứa đã bị hạ và thanh niên lên 3 điểm số đây. Yes. Bó ra, quẩy thôi anh em ơi, top 1 nữa rồi. Vâng, vậy là kẹo có 10 kill top 1 trong cái ván đấu này nha mọi người. Giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.